Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Thanh niên một mình dắt hai chiếc xe lao dốc vào cua cực ngọt, netizen trầm trồ, khó thế mà cũng làm được. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh dắt xe tài tình của một nam thanh niên, khiến nhiều người phải trầm trồ theo dõi. Có thể thấy trong clip là một nam thanh niên đang cùng lúc dắt hai xe máy từ tầng trên xuống tầng dưới một cách rất thuần thục. Đáng nói, lúc cho xe xuống dốc, thanh niên này ngồi lên một chiếc xe, một tay và một chân, giữ chiếc xe còn lại phi xuống rất trơn tru, phanh xe để giảm tốc độ, lao dốc cũng rất thuần thục. Cuối cùng, cả hai người và hai chiếc xe đều được xếp gọn gàng vào bãi. Màn trình diễn dắt xe cực xịn này của nam thanh niên đã khiến cho cư dân mạng tròn mắt, thán phục.